Vâng, Tượng Gỗ Nguyễn Hồng xin kính chào tất cả anh chị đang theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Tượng Gỗ Nguyễn Hồng. Và ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu cho anh chị hai tác phẩm hay được gọi là siêu phẩm được chế tác trên chất liệu là gỗ đàn hương. Và khoan hãy giới thiệu tác phẩm thì em cũng sẽ là nói sơ qua về chất liệu gỗ đàn hương này để cho anh chị biết được phần giá trị của gỗ đàn hương đúng không ạ? Vâng, gỗ đàn hương là một chất liệu gỗ rất mới lạ nhưng lại cực kỳ là quen thuộc trong tất cả những cái ngành nghề khác nhau. Vâng, và hiện tại thì em cũng sẽ là đề cập trước cho anh chị một cái vì sao mà gỗ đàn hương là một dòng gỗ rất là quen thuộc. Như tất cả anh chị mình đang dùng rất là nhiều những cái hãng nước hoa khác nhau trên thế giới thì đàn hương là một trong những thành phần làm nên những cái chai nước hoa mà hiện nay anh chị mình đang dùng. Với cái tính chất, cái mùi hương rất là thơm và lưu giữ lâu thì đàn hương là một trong những cái dòng gỗ cực kỳ là quý hiếm hiện nay. Và ngoài ra thì gỗ đàn hương còn có rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau về phần lá này, phần thân cũng như là nụ và rễ của cây đàn hương thì còn được dùng trong rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau như là lĩnh vực về y tế, do là gỗ đàn hương có vị cay, tính ấm và có mùi hương thơm cho nên gỗ đàn hương đã được dùng là một trong những cái phần dược liệu cực kỳ là quý hiếm để có thể ức chế cũng như là phòng chống kháng viêm kháng khuẩn rất là nhiều những loại bệnh khác nhau như là ung thư, bệnh máu khó đông hay là những bệnh về gan này, về tim mạch. Và ngoài ra thì gỗ đàn hương còn có thể là được áp dụng trong những cái lĩnh vực khác như là về ẩm thực cũng như là có thể làm mỹ phẩm rất là tuyệt vời. Và gỗ đàn hương thì còn được chia ra thành hai loại, vâng, có thể là nhiều hơn hai loại nhưng hiện tại phổ biến hiện nay vẫn là đàn hương đỏ và đàn hương trắng. Gỗ đàn hương trắng sẽ có giá trị kinh tế cao hơn gỗ đàn hương đỏ gấp mấy lần do cái độ tăng trưởng của nó chậm, đến hàng chục năm thì chúng ta mới có thể thu được một cái phần lõi gỗ về để tạo nên được những cái tác phẩm cũng như là những ứng dụng ấy. Và gỗ đàn hương thì không chỉ có thể làm ra cho anh chị những cái tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mà còn có cái yếu tố tâm linh để có thể làm nên được những cái như là đồ thờ này, ấn ký này, đấy, gia ký này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu cho anh chị hai tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ đàn hương. Và em cũng xin phép trước là hai tác phẩm này thì thực sự là đã có hai bác khách rất là VIP bên em chốt rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì em cũng xin phép là mượn hai tác phẩm đấy để có thể giới thiệu cho anh chị những cái tác phẩm trên chất liệu gỗ đàn hương được không ạ? Ấy, vì tác phẩm bên em thì làm ra được tác phẩm nào thì cũng đã giao lưu hết với các bác rồi, cho nên là chưa có điều kiện để quay video giới thiệu cho anh chị những mẫu tác phẩm đấy. Và ngày hôm nay thì Nguyễn Hồng cũng sẽ là xin phép anh chị đấy, mượn hai tác phẩm này để giới thiệu cho anh chị ngày hôm nay được không ạ? Em xin phép là bật chiếc đèn lên đấy, để cho anh chị mình được thưởng lãm mẫu tác phẩm này. Đàn hương có màu gỗ là màu hơi vàng một tí đấy, và có cái mùi hương rất là tuyệt vời, tông gỗ thì lại cực kỳ là mịn màng. Và hai tác phẩm như anh chị đang nhìn thấy đó là tác phẩm Cụ Di Lặc vác cành đào cầm gậy như ý đục nhất phúc, và ở phía dưới có thuần một chú nghê rất là tuyệt vời. Với phần phôi gỗ này thì chỉ làm tác phẩm nên cao được khoảng tầm 30 đến hơn 30 cm đổ lên thôi. Và những cái phần chi tiết là phần nét mặt này, thần thái cũng như những chi tiết của tác phẩm này được làm rất là kỹ và tỉ mỉ, do giá thành gỗ đàn hương cực kỳ cao. Tùy theo số năm tuổi, mỗi 1 kg đàn hương sẽ có giá trị từ 2 đến 6 triệu đồng đấy. Cho nên là ngoài phần phôi gỗ bên em đã đầu tư ra thì còn phải đầu tư về phần nét đục rất là tỉ mỉ. Và ngoài ra thì anh chị có thể nhìn thấy là bên em còn gắn thêm những cái viên hồng ngọc ấy, những cái viên lục bảo ngọc ấy, màu xanh đính trên cái phần cái khánh ở trên cổ của cụ và trên chiếc gậy như ý mà cụ đang cầm, rất là tuyệt vời ấy. Và tác phẩm còn được đặt trên một chiếc đế đục với những cái phần lượn sóng rất là mềm mại. Đấy. Và phía bên tay phải của em thì sẽ là tác phẩm Cụ Thần Tài. Đấy. Thần Tài thì là một vị thần rất là quen thuộc với người dân Việt Nam mình rồi, và rất là nhiều gia đình đã mong muốn là hữu duyên với những tác phẩm thần tài này về để trưng bày trong gia đình, đấy, cầu chúc tài lộc và đem lại sự may mắn, sự thuận lợi cho gia đình. Đúng. Và tác phẩm thần tài của bên em thì cũng được trau chuốt rất là tỉ mỉ, những cái phần chi tiết, phần tà áo, nếp gấp
rất là mềm mại luôn cho anh chị. Vâng, và tác phẩm này thì được một anh trai ở Hải Phòng đã hữu duyên tác phẩm này, do là có một sự mong muốn và một sự dặn dò từ trước rồi, cho nên là khi mà xong tác phẩm này thì anh trai đấy cũng đã chốt ngay luôn rồi. Thấy những tác phẩm đàn hương này của bên em thì còn được kèm cho anh chị một chiếc tủ kính ở bên ngoài, và còn thiết kế một cái dải đèn led ở phía trên bốn góc tủ này để tạo điểm nhấn cũng như là tỏa sáng cho tác phẩm. Cái chiếc tủ kính này thì sẽ bảo quản được những tác phẩm cho anh chị, tránh bụi bẩn cũng như là giúp cho tác phẩm trở nên lưu hương lâu hơn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và ngoài những cái tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ đàn hương ra thì em còn có một số những cái loại vòng tay, vòng đeo tay trên chất liệu gỗ đàn hương nữa. Và sau khi mà em đeo chiếc vòng đấy ở trên tay thì đụng một lúc em cởi ra thì cái mùi hương vẫn còn lưu ở trên tay tầm khoảng từ 1 đến 2 tiếng, rất là thơm và cực kỳ là tuyệt vời. Vâng, và anh chị cũng đã theo dõi video này của bên em và cũng đã nắm bắt rõ được lý do vì sao mà gỗ đàn hương này trở nên quý giá, đúng không ạ? Và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay của bên em. Hẹn anh chị vào những video tiếp theo thì bên em sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị rất là nhiều những mẫu tác phẩm khác trên chất liệu gỗ đàn hương.